Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu một số cái điểm lưu ý ở Pháp Chương, và đồng thời tôi cũng sẽ xin trả lời luôn các câu hỏi của các thầy cô. Một thầy cô là thầy là ghi là trái đất ít nghiêng hơn mà băng lại tan ít hơn. Nên tôi cũng xin giải thích nhận. Trái đất nghiêng ít hơn thì ở các cực ấy, nó có một đặc điểm như này. Nó nghiêng ít hơn thì nó ít lạnh hơn, nhưng mà cái nhiệt độ nó vẫn rất thấp. Cho nên cái mùa đông ở các cực khi mà nghiêng ít hơn thì nó mưa băng, mưa tuyết nhiều hơn. Còn mùa hè thì nó lại lạnh hơn, thì nghiêng ít hơn mà chân tan băng ít hơn. Đấy. Thì ở các cực thì nó lạnh lắm. Cái thời gian, thời kỳ nhiệt nó ở những cái vĩ độ thấp ấy, nhiệt độ nó trên 0 độ C, có những cái vùng mà trên 0 độ C thì rất hiếm khi. Cho nên tóm lại là mùa đông thì mưa tuyết nhiều hơn, nhưng mà mùa hè thì lại lạnh hơn, cho nên ít tan băng, tan băng hơn. Nó kéo theo là cái lượng băng bao phủ các cực nó nhiều hơn, và nó dẫn tới là cái băng hà nó mở rộng ra theo diện rộng. Ngược lại, khi mà cái góc nghiêng nhiều hơn, ví dụ như là nó nghiêng nhiều nhất là 24,5 độ, thì khi đấy thì băng sẽ tan nhiều hơn. Cho nên cái thời kỳ ấy sẽ là thời kỳ gian băng, và cái thời kỳ mà góc nghiêng ít nó là băng hà. Và cái biểu hiện của nó có thể thể hiện rất rõ. Nếu mà các thầy cô mà đi thực tế địa chất thì nó sẽ tạo thành những cái đá trầm tích, nó phân lớp. Bởi vì những cái vật chất nó khi mà biển tiến với biển ngoái thì ở một vị trí vật chất nó sẽ cái độ thô của nó sẽ tăng lên hoặc là giảm đi, nó sẽ tạo lên những cái lớp trầm tích khác nhau. Nếu soạn theo bài thầy giảng thì ở các mục lại một hoạt động, đúng, có nghĩa là, nhưng mà tất nhiên là ở đây là sau mỗi đơn vị kiến thức thì chúng tôi đưa ra một cái hoạt động để tiện cho các thầy cô. Cái bài tôi vừa giảng thì các thầy cô sẽ thấy nó hơi dài, bởi vì tôi còn phân tích vì sao mà chúng tôi đưa ra những cái khái niệm như vậy. Cho nên là cái thời lượng nó dài, thời lượng mà tôi nói nó dài, nhưng mà trong thực tế thì thời lượng nó sẽ ngắn hơn. Và ở đây thì sau mỗi cái đơn vị kiến thức chúng tôi đều đưa ra cái hoạt động. Mục đích của chúng tôi là để tiện cho các thầy cô tổ chức cái hoạt động dạy học. Mẫu giáo án tôi có thể sẽ gửi cho các thầy cô. Các thầy cô có thể ghi địa chỉ mail của tôi sẽ gửi về địa chỉ, gửi feedback lại cho các thầy cô. Đào Ngọc Hùng 69@gmail.com. Trong cái nội dung phần điện lý thì chúng ta biết rằng là có những cái kiến thức mà như kiến thức phổ thông trước đây, hoặc là có những cái kiến thức mà nó đối với, đúng không ạ? Có những cái kiến thức mà nó đổi mới, nó khác so với sách cũ. Tôi ví dụ như ở đây là bài mở đầu thì những khái niệm cơ bản về điện lý thì tôi không nói gì. Bài mở đầu thì chúng ta có thể dạy trong một tiết. Đấy, tôi vừa gửi địa chỉ mail của tôi lên cho các thầy cô. Tiếp theo bài mở đầu là bản đồ phương tiện thể hiện bề mặt trái đất. Thực ra thì cái bài bản đồ này nó hơi khó, đúng không?
Nhưng trong cái yêu cầu của chương trình cần đạt thì yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông là phải đưa vào. Tôi nói thật, nhiều trong chương trình này bắt buộc là phải đưa vào, bởi vì đấy phạm, đấy là pháp lệnh. Nếu như chúng tôi không đưa vào thì cái cách tính bằng độ từ kinh tuyến, những cái khái niệm là một số cái khái niệm nó rất khó, những cái nội dung về lưới chiếu, đúng không? Rồi cái khái niệm về cái kinh độ của một điểm là khoảng cách tính bằng độ, thì những cái này thực sự nó khó. Ở cái bài bản đồ này duy nhất có một cái điểm mà các thầy cô sẽ đặt ra một cái câu hỏi là trước thì ghi là kinh độ trước, vĩ độ sau, nhưng mà trong này thì lại ghi vĩ độ trước, kinh độ sau. Thực ra thì các thầy cô thấy rằng là bây giờ chúng ta phải thực tế. Tôi ví dụ như là cái cột cờ Hà Nội thì đề cái vĩ độ trước, kinh độ sau. Và trong những cái tọa độ, trong những cái điểm mốc của Việt Nam thì đều đề như vậy. Và thực sự trong khí tượng thủy văn, trong các lĩnh vực cũng đều đề như vậy. Và chính như vậy, nội dung tiếp theo là tỷ lệ bản đồ, thì nó vẫn như sách cũ, tìm đường đi trên bản đồ, lược đồ trí nhớ. Lược đồ trí nhớ là một cái nội dung mới mà không có trong sách cũ, và đây là cũng là một cái yêu cầu của chương trình cần đạt. Chứ để chúng tôi khi một